Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 26 của Nữ Quỷ Pháp Sư. Tiếp tục cuộc hành trình đi tìm quyền thừa kế tiền của chị cố Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh youtube và Hà Tũng Live. đương nhiên là quỷ phu nhân không tin đôi mắt to như hạt trâu đã muốn chừng cả ra nữ quỷ áo đỏ liền kéo sợi dây thừng một cái đem họ trang núp từ đằng sau kéo ra ngoài mọi người nhìn thấy con quỷ chỉ còn mỗi một cánh tay lại thiếu mất nửa cái đầu tất cả mọi người đều choáng váng quỷ phu nhân cả kinh con người như muốn rơi xuống đừng nói gì ở bên cạnh mấy người kia cũng suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Mẹ nói chứ, họ Trang thật là thê thảm. Đến cùng là bị tra tấn đến mức độ nào, có thể sống sót cũng không dễ. Họ Trang nhìn về phía quỷ phu nhân bằng ánh mắt cầu xin, hy vọng bà ta có thể nhớ tới chuyện cũ giữa bọn họ, cứu hắn một mạng. Ai ngờ quỷ phu nhân nhìn một cái, sau đó ngửa mặt lên trời cười khanh khách, cười đến mức mà không dừng được. <laughs> thật đáng đời không nghĩ tới người cũng có ngày hôm nay họ chàng méo máu... rời lệ này có câu nói nhất dạ phù thế bách dạ ân ta đã gặp nạn nàng không thương tiếc còn cười ta sao quỷ phu nhân lừa một cái ta thương tiếc cái gì có như người đen thôi ta vui còn không kịp làm sao phải thương tiếc người quỷ phu nhân gì trầm trầm vào cô gái tóc dài nói nghe nói đây là người thừa kế của ngươi vậy ngươi đi mà bảo cô ta thương tiếc còn ta thì đừng hòng người bây giờ thê thảm như vậy sao người thừa kế của ngươi không hề thương tiếc không nghe người mắt mù nhìn nhầm người họ trang liếc nhìn cô gái tóc đen ủ dẫu đúng là hắn mắt mù hắn tưởng rằng cô gái tóc đen này là người dễ ức hiếp không nghĩ tới hắn lại nếm quả đắng. Họ trang trong lòng muốn hồn phi phách tán. Thương tiếc thì thôi, hắn cũng không phải là không biết. Nhưng tại sao cứ đay nghiến hắn như vậy chứ? Nếu nói cố phi âm muốn thừa kế tài sản, đây cũng được coi là một bí mật rất lớn. Dù sao, đạo lý không được nói số tiền này ra ngoài, cô vẫn hiểu. Thực sự là sợ có người tới cướp mất. Cô cũng đã bị ăn trộm biết mấy lần không thể nào mất thêm được nữa cho nên lần này bọn họ đi khá là khiêm tốn lại rất biết điều một cô gái mang theo hai mươi mấy con quỷ từ thành phố a đến tận thành phố e chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác huống hồ trong tay cô còn kéo theo cả một con quỷ đã bê bết lại nói họ trang là một con quỷ phong lưu có tiếng ở trong quỷ giới quỷ tới tham dự hôn lễ của hắn cũng phải đến cả mấy trăm ngàn con. Thực sự nếu như mà nói hắn vẫn còn là một con quỷ nổi tiếng. Xác thực hắn đẹp trai, phong lưu nho nhã, lại có nhiều tiền. Đặc biệt là rất hiểu tâm tư của chị em, cho nên có rất nhiều nữ quỷ thích hắn. Quen biết hắn cũng không ít. Nhìn lại con đường hắn đi qua luôn đứng ở vị trí cao cao tại thượng. Làm sao có thể khiến người ta không phát hiện ra chứ? Huống hồ dọc đường đi, thể nào cũng gặp mấy cô hồn dã quỷ cho dù lo lắng cho an nguy của bản thân, không dám bước tới gây gổ. Thế nhưng lén lút gì dầm, khẳng định cũng không phải là ít. Cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm, có thể không thể xảy ra chuyện được sao. Đây chính là có không ít những người vợ trước của hắn. Người thấy mùi vị chia tài sản, cho nên vội vã chạy tới. Cứ như vậy từng con, từng con, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, còn hơn cả bảy anh em nhà hồ lô đây là tám chỉ cần thêm có hai con nữa với họ trang là đủ một đội bóng đừng nói đây chỉ là nghe tin mà chạy tới thậm chí còn bao nhiêu con chưa chạy tới nữa cảnh tượng này khiến cho người ta hám mồm trợn mắt một lời khó nói hết chỉ sợ ngay cả họ trang cũng không ngờ có một ngày mình bị những người vợ cũ phân chia tài sản mà tụ tập với nhau càng khủng khiếp hơn là mấy người vợ cũ của hắn lại không có đánh nhau họ hòa thuận vui vẻ dựa vào thời gian trước đây ở với hắn để mà làm tiêu chuẩn cô gọi tôi là chị tôi gọi cô là em tình chị em vô cùng thân thiết bộ dáng đó thiếu chút nữa làm cho người ta nghĩ rằng là bọn họ sắp sửa kết nghĩa chị em tỷ 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 yên tâm em sẽ không dành nhiều với tỷ chỉ tùy ý lấy một ít là được rồi cho có ý nghĩa tốt xấu gì đây cũng là di sản của lão trang cầm một ít cho dù lão trang có chết đi thì cũng được an ủi đó ê muội không cần nhiều cứ tùy ý một ít là được nếu như có quỷ khác tới hỏi muội cũng có thể nói muội là vợ hợp pháp của lão trang thì đáng được chia tài sản không phải là có thể tùy tiện vứt bỏ này các muội nói gì vậy đã nói chia đều là chia đều Tỷ không phải là một con quỷ thích chiếm tiện nghi của người khác. Tất cả mọi người đều được chia công bằng. Không ai nhiều, cũng không ai ít. Tỷ tỷ, tỷ tốt như vậy, họ Trang vứt bỏ. Chính là tổn thất của họ Trang, đúng là đồ mắt mù. Một viên ngọc đẹp như vậy mà lại không nhận ra. Cũng may là hắn bị mù. Nếu không phải, hắn đã sớm chạy đi. Làm sao chúng ta có thể sống những ngày tháng vui vẻ chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Phải cảm ơn ân huệ của Lão Trang đã không giữ chân của chúng ta bây giờ ở trong lòng họ trang đã nguội lạnh không muốn nghĩ đến điều gì nữa thậm chí họ trang đã bắt đầu suy nghĩ lại rốt cuộc hắn đã làm sai chuyện gì tốt xấu gì một ngày làm vợ chồng trăm năm ân nghĩa đã từng ân ái cũng đã từng đi ngắm trăng ngắm sao ngắm biển hoa vì sao bây giờ lại có thể bình tâm mà nhìn hắn chịu khổ chịu tội đến như vậy đứng ở trước mặt hắn mà bàn bạc xem chia di sản của hắn như thế nào thật là đau lòng đó có biết hay không không lẽ mình lại thật sự là một người đàn ông cặn bã không phải hắn có cặn bã thì cũng không thể nào cặn bã được bằng chị cố chính là chị cố mặt người dạ thú mới thực sự là lòng dạ đen tối ngay khi họ trang đang tự kiểm điểm lại mình thì thấy chị cố đột nhiên tức giận giật cây chổi từ tay của bà già quét rác chỉ vào đám nữ quỷ đang trị chị chị em em, khí thế vô cùng nghiêm nghị, "Không được, không được là không được. Tôi không có đồng ý." Đôi mắt lạnh lẽo đen như mực nhìn chằm chằm vào những người vợ của lão Trang, sắc mặt càng trở nên khủng khiếp, dường như giây tiếp theo chị cố sẽ lao vào cắn chết từng người một vậy đám vợ cũ cùng nhau quay đầu nhìn lại cô gái tóc dài bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm đến mức trong lòng cả kinh lùi về đằng sau mấy bước đây chính là cô gái tóc dài con buôn quỷ lòng dạ độc ác hung tàn trong truyền thuyết đúng rồi hình như nghe họ trang nói là được một cô gái tóc dài kéo tới đây tất cả nhất thời kích động quên mất cả chuyện này tỉ tỉ muội muội tâm sự với nhau tất cả còn đang vui vẻ khi thấy họ trang gặp nạn ai ngờ cô gái tóc dài này mới là mối đe dọa lớn nhất lúc này thực sự nghĩ tới trong lòng không khỏi chột dạ thủ đoạn của cô gái tóc dài này rất tàn nhẫn là quỷ kiến sầu chân chính muốn nhổ hết lông ở trên người của bọn họ sau đó sẽ ăn thịt bọn họ uống hồ phía sau cô gái tóc dài còn có một bầy tiểu quỷ trong nháy mắt những người ở đây cũng bị khí thế hùng hổ của cô gái tóc dài dọa cho sợ hết hồn. Đây chính là chia tiền không đều, cho nên bắt đầu ngầm tranh giành hay sao? Không biết cô gái tóc dài này có bản lĩnh gì mà lại dám hét lên với bảy quỷ. Mấy người nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Ý chừng bảo đối phương tự cẩn thận, vội vàng trốn vào một góc, sợ mình bị vạ lây. Cũng may là mấy nhà hoàn không cố chấp, ép họ ăn những làn khói đen kia để cho họ có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Nữ quỷ áo đỏ và con quỷ cụt tay sừng sốt, không nghĩ đến chị cố lại khí phách nói không như vậy. Có điều nếu như chị cố đã nói không đồng ý, vậy bọn họ nhất định cũng sẽ nghe theo chị cố không đồng ý. Dù sao chị cố thực sự là rất lợi hại. Còn là chủ nhà trọ của bọn họ bọn họ nhất định sẽ luôn luôn đi theo ủng hộ chị cố mặc dù là có sợ đấy nhưng dù sao đám vợ quỷ ở trước mặt nhìn có vẻ mạnh bạo hơn họ rất nhiều chỉ có điều là có chị cố ở đây họ chỉ cần nép đằng sau lưng của chị cố là được nếu như chị cố không đánh lại vậy thì họ chỉ có thể là vác chị cố mà chạy là một tiểu quỷ họ không biết gì khác ngoài kỹ thuật chạy trốn là số một có thể miễn cưỡng sống sót ở trong quỷ giới cá lớn nuốt cá bé dựa vào cái đầu để mà quan sát tình hình trong lúc nhất thời tám người vợ cũ của họ trang và cô gái tóc dài dưng cung bạt kiếm những tiểu quỷ đứng đằng phía sau bọn họ cũng bộc lộ ra khuôn mặt hung ác không ai nhường ai Họ chàng lúc này lại cao hứng Nếu như mà hắn có tay Hắn chỉ hận không thể vỗ tay bôm bốp để ăn mừng Cứ cãi nhau đi Tốt nhất là đánh nhau luôn cũng được Đánh cho đến khi hai bên đều bị thương Như vậy hắn có thể tìm cơ hội để chạy trốn Mấy chục năm sau Đến khi hồi phục lại Hắn lại là một trang hào hán Hắn có thể đông sơn tái khởi Đến lúc đó Tìm cô gái tóc dài độc ác này để báo thù cũng không muộn Nó không chừng đến lúc đó cô ta đã trở thành một bà già vậy thì chẳng phải là để hắn tùy tiện nhào nặn hay sao chỉ cần nghĩ như vậy họ trang đã hưng phấn những người ở đây không ai không quen biết cô gái tóc dài thế nhưng oánh oánh biết lúc trước dù sao cũng đã từng gặp nhau ở trên núi một lần khi những con quỷ khác còn đang cảm thấy nghi ngờ thì oánh oánh tiến lên một bước cười duyên một tiếng nhưng lại bị ánh mắt của cô gái tóc dài dọa sợ. À, đại sư không đồng ý sao? sao? Sao lại không đồng ý? Là chị em chúng tôi phân chia có vấn đề sao? Quỷ phu nhân hừ lạnh một tiếng. <laughs> Nơi này là địa bàn của ta. Ta còn chưa lên tiếng. Cô nói không đồng ý. Với cái gì? Oanh oánh lướt đến bên cạnh quỷ phu nhân. Hạ giọng. Tỷ tỷ đừng có tranh cái chúng ta không đánh lại họ trang họ trang không đánh lại cô ta khẳng định là chúng ta không phải là đối thủ của cô ta đâu quỷ phu nhân chột dạ nhìn họ trang đang lăn lộn ở trên mặt đất trong lòng cũng có chút hoảng hốt nhưng bà ta vẫn giả vờ bình tĩnh lừa một cái nói tỷ không có nhát gan như muội muội sợ chứ tỷ không sợ oánh oánh à một tiếng à, vậy tỷ làm chủ đi Quỷ phu nhân bị kích thích, lông mày dựng ngược, hung tợn nhìn chằm chằm vào cô gái tóc dài. Ta hỏi cô, vì sao cô lại không đồng ý? Oanh oánh gật đầu, thực sự là rất oai. Quỷ phu nhân lúc này thầm nhút nước bọt. Cô gái tóc dài nhìn chằm chằm bọn họ, bộ dáng càng lúc càng âm trầm, làm cho người ta kinh hãi. Họ chàng thiếu chút nữa là cổ vũ đánh nhau đi, bùng nổ đi tiến lên đi Đừng có khiêm tốn như vậy Chân của cô gái tóc dài dẫm lên bụng của họ Trang Cổ họng của họ Trang Yết hầu bị mắc kẹt Bị dẫm đến nỗi không cả thở nổi Cái đầu xoắn 180 độ Cắm xuống đất Bất luận là người hay quỷ ở đây Đều run rẩy. Oanh oanh nói à, Đại sư Cô, cô đừng có tức giận Cô có yêu cầu gì cô cứ nói gì. Cô gái tóc dài nhìn chằm chằm nghiêm túc. Các người đừng quên, họ Trang là do ta bắt được, cũng là do ta giết hắn. Các người mới có cơ hội phân chia di sản, theo lý mà nói công lao của ta là lớn nhất. Công của ta đứng đầu, vậy di sản đương nhiên là ta sẽ được chia nhiều hơn. Các người ít hơn chứ, đúng không? Quỷ phu nhân sừng sốt, oanh oánh cũng ngây người. Mấy người vợ trước đều trợn mắt há mồm nhìn cô gái tóc dài. Đây là ngay cả nữ quỷ áo đỏ và con quỷ cột tay cũng ngây ra, dám nói câu này trong bộ dáng kiêu ngạo như vậy. Tất cả mọi người nhốt nước miếng, cô gái tóc dài này quả nhiên là lòng dạ độc ác. Quỷ phu nhân nhất thời nhanh miệng nói: à, thực ra thì ta cũng có thể giết tất cả người và quỷ ở đây quay sang nhìn quỷ phu nhân. Cô gái tóc dài cũng chống cằm, nhìn chằm chằm vào bà ta. "Này, tỷ tỷ, tỷ xuống tay được sao?" Quỷ phu nhân cứng miệng nói. "Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ, đã qua mấy chục năm rồi, tình cảm có sâu đậm đến mấy cũng phai nhạt. Chẳng lẽ còn hy vọng ta có tình cảm gì với một tên quỷ cặn bã sao? Đừng hòng nằm mơ." Oanh oánh phất tay nói, nói hay lắm đã là cặn bã thì đừng hòng mà mơ tưởng sống tốt họ trang càng lúc càng nhục đến bây giờ đã là bách nhục đàn bà một khi đã lạnh lòng thực sự thì không ai có thể địch nổi họ trang không nhịn được chảy nước mắt nếu như nói họ trang có cặn bã không thì có là đệ nhất cặn bã trong những con quỷ có quỷ cặn bã người cũng tự nhiên có người cặn bã về độ cặn bã thì như nhau không có gì là cao thấp sang hèn. Chỉ là những con quỷ thì sống rất lâu, hình dáng không thay đổi, tích lũy từ mấy chục đến mấy trăm năm. Về nữ cặn bá tự nhiên nhiều hơn nếu như so với đàn ông, thì phụ nữ một khi đã cặn bá thì cực kỳ cặn bá. Thế nhưng cuộc đời của mỗi một người cũng chỉ có mấy chục năm. Vì sao họ lại có đến 2, 3, 4 nhân tình không thể so với sự lợi hại của họ trang được? Không phải bởi vì họ không sống đủ lâu Thời gian trôi qua từng ngày từng tháng Cũng đâu có phải ai lúc nào cũng phóng khoáng được hay sao Cố phi âm vùng tay áo nói Các người không đồng ý sao Không đồng ý thật ra cũng không sao Mặc dù mấy tiểu quỷ ăn không có ngon Thế nhưng đánh một trận thì được Không đồng ý thì đánh Đến khi nào đồng ý thì thôi Đám vợ cũ của họ trang trợn mắt Đương nhiên cuối cùng cũng bàn bạc Một mình cố phi âm lấy 99,9% còn lại 0,1% thì chia đều cho 8 người vợ cũ. Chia như vậy chẳng phải là tốt đẹp hay sao? Dù sao các nàng nói cũng chỉ muốn có một bằng chứng để nhớ nhung. Cô muốn chia phần nhiều như vậy chẳng phải là vừa hay, đúng thỏa mãn tâm ý của tất cả mọi người. Tám người vợ cũ nghe vậy thì nghiến răng ken két. Cố phi âm nói. Như vậy chia đã hợp lý chưa? Các người có bất mãn gì không? Nếu như đã bàn bạc xong, bọn họ giống như một bầy ong vây quanh căn hầm. Căn hầm này rất lớn, lúc này ở trong góc đầy những vật phẩm bằng ngọc, vàng bạc, châu bóng. Có khoảng 20 cái dương, ở trong những cái dương chứa đầy những đồ được làm bằng gốm và ngọc, tiền chôn theo người chết cũng để ở trong dương. Còn có mã số, ước chừng là 10 dương, tất cả đều bị khóa. Cố phi âm thử nâng một chút, không nói là rất nặng. Nếu như đồ ở bên trong có giá trị không nhỏ, vậy thì chẳng phải là cô sẽ một bước thành tỷ phú hay sao? năng lực vơ vét tài sản của họ trang quả thực rất lợi hại, chẳng trách có thể tung ra nhiều lì xì cưới như vậy. bây giờ có thể coi như cô đã lời to. đáng tiếc, những thứ này vẫn phải chia. di sản của cô sẽ còn lại ít. nữ quỷ áo đỏ bị dọa sợ ngây người. này, không nghĩ đến họ trang lại nhiều tiền như vậy. xem ra hắn ở quỷ giới cũng thuộc dạng cao phú soái. còn có cả đồ cổ này tùy tiện cầm ra ngoài, cái nào cũng có thể bán được hơn mấy chục triệu. Con quỷ cụt tay nói, Ấy, tôi là một người ngoan ngoãn, mấy năm nay tài sản của tôi cũng được mấy ngàn vạn. Đây dễ phải đến cả mấy trăm triệu, giúp cuộc họ trang này đã đào bao nhiêu mộ vậy, lại có thể đào được nhiều đồ như thế. Họ trang lợi hại đến thế, nếu như không phải là thua trong tay của cố đại sư, hắn có thể sống phóng khoáng lên mấy trăm năm. Nó không chừng đến lúc đó tập thể vợ cũ của hắn phải đến mười mấy đội bóng có thể thi đấu giải được không biết là ai có thể giành được chức quán quân đây vào lúc này con ma điên binh bính và bà già lao công đã cẩn thận bay lơ lửng trên đống châu báu đôi mắt màu xám lộ ra vẻ hưng phấn và kích động trong mắt cũng quên cả lật mấy người vợ cũ cũng kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới tài sản của họ trang lại nhiều như vậy oanh oánh chảy cả máu mắt Lúc trước, lão trang vì lễ kết hôn của chúng tôi mà hái đầy hoa tươi trong núi để chúc mừng, còn tung mưa bao lì xì cho khách. Lúc ấy muội còn nói, lão trang thực sự yêu mình, vì để cưới được muội mà tiêu tốn nên phân nửa tài sản. Muội cảm động đến mức khóc đức nở, còn nói khi còn sống không gặp được người đàn ông tốt, sau khi chết lại gặp được một con quỷ tốt. Cuối cùng, lão trang nói không yêu muội nữa một ly hôn với muội muội nghĩ đã từng hạnh phúc như vậy đúng là hợp nhanh tan nhanh bây giờ xem ra đầu óc của muội quá là ngu ngốc quỷ phu nhân nói muội khóc cái gì mà khóc tốt xấu gì muội còn có hoa tươi có lì xì còn tỷ thì cho không hắn đâu. muội đây muội đây muội cũng rất thê thảm họ chàng nói với muội hắn gào rớt mồm tôi hỏi mọi cô đi muốn đi cùng hắn ngao du thế giới hay không nhưng đi được một nửa đường hắn nói chia tay bởi vì hắn thích một con quỷ nước ngoài các nàng nóng bỏng nhiệt tình lại trẻ trung không muốn tiếp tục lờ gạt muội nữa để muội đi tìm hạnh phúc mới ngày hôm sau để lại một bức thư rồi im luôn mọi người có biết từ nước ngoài trở về muội phải lăn lộn vất vả như thế nào không biết bao nhiêu khổ cực không mười năm mười năm sống thật đau khổ đó Lời này vừa nói ra, năm mồm mười miệng thực sự là không dừng được. Tất cả đều lên án Trang Đê Tiện. Lúc này Trang Đê Tiện cắm đầu xuống đất, dùng cơ thể tròn vo của hắn để đối mặt với chất vấn của những người vợ cũ. Hoa tươi và mưa bao lì xỉ chẳng phải đều là tâm ý của hắn hay sao? Trong lúc yêu nhau mà nói chuyện tiền bạc chẳng phải là sẽ tổn thương đến tình cảm hay sao? Lúc đó hắn và quỷ phu nhân đang ở trong giai đoạn tình cảm sứt mẻ hắn ở nước ngoài bị nữ quỷ nước ngoài mê hoặc nhưng lúc hắn đi cũng đã để lại tiền và bản đồ chỉ đường cùng với địa chỉ để cho cô ta có thể trở về hắn đâu biết rằng cô ta lại ngu ngốc bay lơ lửng ở nước ngoài đến mười mấy năm hắn đã trở về rồi mà cô ta vẫn ở đó cuối cùng chẳng phải là cô ta cũng được một con quỷ ngoại quốc đưa về sau tại sao đoạn đó không nhắc tới đó không phải là cô ta một mình cô độc ở bên ngoài cô ta cũng gặp được thận nhân sĩ chân chính đã đưa cô ta ra khỏi sự đau khổ để cô ta một lần nữa hạnh phúc thôi đi lúc này họ trang cũng chẳng dám tranh cãi không thể nói lý lẽ với mấy người đàn bà càng nói lý lẽ thì bọn họ càng chẳng quan tâm càng tức giận bây giờ hắn là quỷ dưới mái hiên không thể không cúi đầu nếu như nói cái gì chọc họ giận Cuối cùng người chịu đau khổ cũng chỉ có thể là hắn. Mấy người bọn họ vừa kể lẻ vạch tội họ trang, vừa kiểm kê di sản. Đầu tiên ước chừng xem chia nhau như thế nào. Đồ cổ, đồ ngọc, tiền vàng lần lượt từng cái chia ra. Bởi vì cố phi âm đã được chia phần to, một mình chiếm 99,9%. Nhiều hơn bất kỳ con quỷ nào Tất cả những thứ ở trong căn hầm này đều là của cô Bọn họ chỉ có một tí Dường như là những món quà nhỏ được bố thí vậy Bởi vì được chia rất nhiều di sản Túi ly lông mang theo không đủ dùng Cho tiền giấy vào trong túi ly lông Cũng bọc được mấy túi Còn đồ vàng ngọc thì rất dễ va chạm Cho nên để trong dương khỏi bị va đập Lại nói Nhiều đồ như vậy không dễ vận chuyển Nhân lực không đủ Cô ngẩng đầu nhìn những người vợ trước này có phải mấy người đang không có việc gì đúng không có thể giúp chúng tôi vận chuyển những di sản này không tôi sẽ trả thù lao cho các người mỗi người hai cái nến được không này lại còn so bọn họ với một nha hoàn mấy người vợ cũ trợn mắt cô gái tóc dài này đúng là keo kiệt và gian ác thế nhưng lòng tốt sẽ xảy ra chuyện gì. Đừng nói bọn họ đã lâu rồi, không ăn nến chứ. Chúng tôi sao? Tôi không làm những chuyện như thế đâu. Thật là quá đáng. Chỉ có hai cây nến mà mấy người cũng đồng ý sao? Mấy người vợ cũ nhìn nhau. Bọn Lão Dương cẩn thận nấp ở bên ngoài, căn hầm, nhìn thấy những con quỷ đang kiểm kê tài sản. Đó là Ngọc Thạch nếu như lấy ra ngoài nghiên cứu là có thể biết được giá trị chân chính của đồ cổ đáng hận là bầy quỷ này rất lỗ mãng nhìn thấy đồ cổ chỉ cho là tiền không quan tâm đến những giá trị khác của đồ cổ bọn họ thực sự muốn đi ra mà nói chỉ đáng tiếc bây giờ bọn họ còn chẳng giữ được mình lời bọn họ những con quỷ kia làm sao có thể nghe ải bà cậy tôi phải liều tôi phải liều thôi lão dương nói ta người cứ trốn ở đây nếu như tôi nói được ra ngàn vạn lần đừng có đi ra đó. Nếu như thấy tôi đã vào lâu rồi mà không ra, thì nghĩ cách trốn khỏi đây nghe chưa? Thái Kiệt Hoàng sợ, anh Dương, anh anh định làm gì? Lão Dương nói, cô gái tóc dài kia là mấu chốt để chúng ta thoát khỏi đây đây Chu Thành nói, cái gì vậy? Tôi thấy cô ta chính là thủ lĩnh của đám đó. Anh đi tìm cô ta chẳng phải là tự đi tìm chết hay sao? Vậy vậy chúng ta phải tìm ai? Không biết, quỷ phu nhân oánh oánh, họ trang, nha hoàn tiểu hỷ. Không được. Tất cả đều không được. Ai cũng không được tìm. Lão Dương lúc này đã đứng lên. Ông không thể chờ thêm được nữa. Chờ đợi quá lâu thì chỉ có chết. Còn chi bằng đánh liều một phen. Dù sao thì cũng phải chết. Ông không để ý tới sự phản đối của đồng nghiệp. Âm thầm lẹn vào trong. Đi đến bên cạnh cô gái tóc dài. Không biết vì sao ông còn chưa tới gần được cô đã cảm nhận được một luồng khí lạnh không nhịn được mà run lên cầm cập hàm răng run lên đáy lòng sinh ra chút ý định thoái lui ông nhẫn nhịn đi về phía trước vài bước lúc sắp đi tới gần đột nhiên trước mắt xuất hiện một con quỷ không đầu quả thực anh ta không có đầu chỉ có một cái thân hình chọc lốc cổ của anh ta còn đang chảy máu có thể nhìn rõ cả máu thịt đang nhỏ tong tòng không đầu không có miệng ấy thế nhưng lại có thể phát ra âm thanh ong ong vang lên cũng không biết là từ đâu <laughs> chào ông khỏe không cổ họng của lão dương chuyển động hoảng hốt che miệng nghiêng người sang một bên mà nôn mở chỉ là mấy ngày nay không được ăn uống cái gì lúc này làm gì có cái gì mà nôn quỷ không đầu vẫn chầm chầm vỗ lưng ông cẩn thận đó lão dương càng thêm tá hỏa thái kiệt chu thành và cung thắng văn núp ở đằng sau tim của bọn họ lúc này đã tụt lên đến tận cổ họng chỉ sợ con quỷ không đầu mà không vui sẽ ăn thịt luôn lão dương. đang rằng co như vậy, nhìn thấy tiểu hỷ dẫn theo nha hoàn đi vào, trong tay của mỗi nha hoàn còn bưng một đĩa khói đen. tiểu hỷ cười âm u nói: tới đây tới đây, tất cả mọi thứ đều mệt mỏi rồi. phu nhân nhận chúng tôi nói muốn ăn một chút, rồi sẽ tiếp tục kiểm tiền. dù sao chúng ta cũng không có vội, không có vội. xác thực là mọi người quả thực rất đói những con quỷ vui vẻ túm lấy những đám khói đen cho vào miệng bộ dáng giống như là đang ăn cơm nắm vậy cố phi âm cũng cầm cơm lên gặm trong ánh mắt đều nhìn chằm chằm tiền bạc sắp sửa vào tay cô vươn chiếc cổ dài nhìn ra phía trước hận chỉ không thể dán đôi mắt của mình vào đó hoàn toàn không chú ý tới người đang cố gắng tới gần cô để cầu cứu miệng cô nhai nhai lúc ăn cũng nắm chặt tiền ở trong tay những khói đen này là đặc sản ở trong mộ của bà sao sao vậy có chuyện gì quỷ phu nhân đề phòng nhìn cô gái tóc dài cô ăn thì ăn đi hỏi nhiều như vậy làm gì à tại vì tôi thấy hương vị của khói đen này cũng không tệ lắm nếu như là đặc sản của ngôi mộ này tôi có thể mang về một chút để bán kiếm tiền được không những con quỷ khác đều kinh ngạc Con mẹ nó chứ vậy mà lại đòi bán kiếm tiền Cố phi âm xác nhận Bám kiếm tiền chẳng phải là cũng bình thường hay sao Khói đen này ăn rất ngon Vậy thì cũng có thể bán để kiếm tiền Thực ra mấy năm nay làm quỷ Cuộc sống cũng vất vả Giống như những tiểu quỷ kia muốn ăn gì Chỉ có thể chờ vào những ngày lễ Tết Người ta cúng kiếm cô hồn dã quỷ Kéo đến ăn một bữa no nửa năm no một bữa đói một bữa thật là vất vả dù sao bọn họ cũng là quỷ ngoại trừ đồ cúng tế không ăn quỷ thì cũng chỉ là ăn thịt người ngoại trừ những thứ đó họ cũng đâu có ăn được gì khác thế nhưng khói đen này không giống đồ ở trên người quỷ không phải là quỷ có thể ăn vậy khẳng định có thể bán ra để kiếm tiền cô cảm nhận sâu sắc những con quỷ đói Nghĩ tới cô cũng đã từng là một con quỷ, cũng đã từng rất đói. Mặc dù trong mộ của cô rất có tiền, nhưng không thể ăn được. Những lúc cô đói không chịu được, sẽ phải đi ra ngoài tìm đồ ăn. Hồn phách của những con quỷ đã từng giết người, đã nhiễm phải nghiệp chướng là đồ ăn ngon nhất. Thực lực cũng rất mạnh. Ăn một lần, cô có thể tiêu hóa 10 ngày nửa tháng, cũng có thể chịu đói được một đoạn. Lúc cô đói bụng, cô sẽ đi bắt quỷ để lấp bụng nếu như không bắt được, vậy thì chắc chỉ có thể nhịn đói. Khi cô đói thì cô rất tàn nhẫn, đến cả bản thân mình cũng ăn, dù sao ăn vào cũng chẳng sao, có thể từ từ mọc lại. Không nghĩ tới, đám khói đen này lại ăn ngon như vậy. Lấy về làm đồ ăn vặt cũng không tệ. Khói đen này có thể bán không? Ta không bán. Quỷ phu nhân xoay đầu không nghĩ tới cô gái tóc dài này lại nghĩ về làn khói đen như thế khói đen này là bà ta vô tình phát hiện ra là một loại oán khí ở trong ngôi mộ này bởi vì âm khí tích tụ một thời gian dài ở đây lại có vô số người chết cho nên sinh ra oán khí âm khí kết hợp lại với nhau đây là thiên thời địa lợi cho nên mới hình thành ra làn khói đen này lúc đó bà ta thử ăn một miếng không ngờ mùi vị không tệ có thể giải quyết được vấn đề lương thực của quỷ tại sao lại bán chứ cố phi âm nhìn quỷ phu nhân tiếc nối quỷ phu nhân run run liếc mắt nhìn cô ờ à, nếu nếu không thì ta có thể miễn cưỡng bán cho cô hai mươi đĩa được tôi mua nhiều như vậy có thể giảm giá được không quỷ phu nhân càng trợn mắt cho đến khi di sản được kiểm kê gần xong mấy người vợ cũ của họ Trang được chia 0,1%. Cố phi âm mới hài lòng gật đầu. Nói hai mươi mấy con tiểu quỷ khiêng đồ về nhà. Chỉ là đường về nhà chỉ sợ không thể nào đi xe hay máy bay. Thật ra có thể thuê một chiếc xe chở hàng nhỏ để chở đồ về. Cũng không thể nào để cho bầy quỷ trèo đèo lội suối khiêng đồ như vậy. Nhỡ trên đường đi bị cướp, cô biết tìm ai mà khóc. Đến lúc đó, Cô sẽ cất hết những tiền giấy này ở dưới gầm giường. Vậy cô có thể ngủ trên đống tiền. Vừa mở mắt là có tiền. Từ nay về sau trong giấc mơ của cô chỉ toàn là tiền. Còn họ Trang, khi trở về cô sẽ gọi cho Lão Trương, nói ông ta mau đến mang con quỷ này đi. Hàng second hand bán với giá 50, hoặc thôi thì giảm giá, bán 40 tệ. Dù sao cũng là tiền, có còn hơn không. Nghĩ lại, một con quỷ có thể bán hai lần thực sự là rất có lời được rồi chúng ta đi về quỷ phu nhân và oánh oánh cũng không có ý giữ cô gái tóc dài lại quỷ phu nhân gật gật đầu đồng ý oánh oánh cũng duyên dáng nói chúng ta có duyên gặp lại Ê, tôi sẽ quay lại ở đây còn nhiều đồ chưa chuyển đi mà cố phi âm vẫy vẫy tay chuyển đi những di sản này trước sau đó sẽ nghĩ cách mua thêm mấy đĩa khói đen. Bà quỷ phu nhân làm ăn cùng với cô, như vậy có thể bán khói đen để kiếm lời. Những người vợ cũ chỉ cảm thấy đôi mắt của cô gái tóc dài này lập lòe phát sáng. Ánh mắt nhìn bọn họ còn mang theo ý thèm dò dãi, như thể muốn ngay lập tức nhào tới cắn đứt cổ bọn họ. Không nhịn được lui về đằng sau, vẫy tay từ biệt. Đương nhiên là trong lòng họ nghĩ cái gì thì không biết. Này đúng rồi, các người thật sự là không định làm thuê cho tôi sao? Bây giờ tìm việc giúp đất vả đó. À, à, không cần, không cần đâu. Cố Phi âm thở dài. Vậy được. Sau đó kéo họ trang đi được vài bước. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Liền quay đầu, nhìn chằm chằm vào oánh oánh. Oánh oánh bị nhìn đến tê dại cả da đầu, nghi ngờ không thôi. Chỉ thấy cố kéo họ trang đi tới, nói thành khẩn thật ngại suýt nữa tôi quên lần trước cô bán lợn rừng cho tôi căn bản là không ăn được lợn rừng là động vật quốc gia bảo vệ không được giết tôi đã mất một khoản tiền lớn đó oanh oánh trợn mắt một khoản tiền lớn là một nghìn tệ hay sao cô có thể cho tôi một nửa tổn thất được không sau khi cố phi âm nhận năm trăm tệ tiền bồi thường cẩn thận cất vào trong túi bấy giờ mới dẫn những tiểu quỷ kéo họ trang trở về. Lúc này mấy người lão dương còn ở bên ngoài. Ngay lúc này nhìn thấy cô gái tóc dài đi ra, thì bất chấp nhào tới. Đại sư, đại sư có thể cho chúng tôi cùng đi không? Chúng tôi sẽ trả thù lao cho cô. Thái Kiệt nói, cô muốn bao nhiêu cũng được, chúng tôi đều có thể đưa cho cô. Chỉ cần cô dẫn chúng tôi ra ngoài với. Ánh mắt của cố phi âm trống rỗng nhìn bọn họ, quay đầu nhìn quỷ phu nhân, mấy người vợ cũ đang nhao nhao nói cây châm này đẹp không ai quan tâm đến họ trang chuẩn bị bị đưa lên tử hình ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không bố thí cho họ trang họ trang thực sự đã thất bại thật thê thảm đúng lúc quỷ phu nhân nhìn thấy ánh mắt âm u lạnh lẽo quét qua mấy người lão dương cười lạnh nói <cười> đây là khách thân thiết của ta bữa tiệc tối còn chưa bắt đầu đã muốn đi rồi sao có phải là chê bà lão ta tiếp đãi không chú đáo? Hmm. Lão Dương vừa nghe thấy thì toát cả mồ hôi lạnh. Lão cứng đờ nói: à, à, không, đương nhiên không phải là do chúng tôi không ăn được. Đa tạ phu nhân đã tiếp đãi, nhưng mà nhưng mà trời sắp tối, chúng tôi sợ là ban đêm đường đi khó, vẫn là nên về sớm. Cố phi âm căn bản là không nhìn rõ trước mặt bộ dáng cụ thể ra sao lúc trước khi ăn cơm đã không nhìn rõ sau đó vội vàng đi tới đây để tranh tài sản đã quên mất chuyện lúc nãy bây giờ mới nghĩ tới nữ quỷ áo đỏ thì thầm vào tai cô này mấy người này hình như đã bị bọn quỷ phu nhân bắt tới đây lúc trước tôi cũng chú ý tới chỉ là tình huống lúc đó không nên nói nhiều bây giờ chúng ta phải đi rồi nếu bọn họ không đi cùng chúng ta nó không chừng sẽ phải chết ở trong ngôi mộ này cố phi âm nghiêng tai vậy các cô ấy muốn chơi đùa với bọn họ cho nên cố ý mời họ đến tham dự lễ sinh nhật đó nữ quỷ áo đỏ nói không phải chứ tôi thấy mấy người này bị dọa đến sắp khóc rồi cố phi âm nghĩ nghĩ rồi gật đầu con người hình như là rất sợ quỷ có điều họ trang cũng chỉ là hạng người bắt nạt kẻ yếu, cho nên những người vợ trước đều không phải là tiểu quỷ nhiễm nghiệp chướng. Những tiểu quỷ này ăn thì không thể ăn, bán thì cũng chẳng được bao nhiêu, cho nên cô mới không tốn tâm tư ở trên bọn họ. Nếu như đổi là người khác, hẳn là sẽ giống như là họ trang đến đây đòi tiền, nó không chừng có thể lấy đi toàn bộ di sản, còn có thể bắt đi bán kiếm một chút vậy được rồi mấy người đi xuống núi cùng với tôi cô quay đầu lại nhìn nói tôi dẫn bọn họ đi trước mấy người tự chơi đi quỷ phu nhân cười lạnh cho dù đi ra ngoài thì cũng phải cẩn thận ác quỷ quấn quanh người đó bọn lão dương thái kiệt còn chưa kịp vui mừng bị lời của quỷ phu nhân dọa cho sợ đến mức hồn bay phách tán ác quỷ quấn quanh vậy bọn họ chẳng phải là không còn đường sống hay sao Đương nhiên lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều nữa. Trước tiên là phải xuống núi rồi nói. Chờ sau khi xuống núi, bọn họ sẽ lập tức đi tìm cao nhân đắc đạo, đến để bắt quỷ, nghĩ cách giải thoát cho bọn họ. Chu Thành và Công Thắng Văn cõng mạnh giai minh đang hôn mê, không dám nhìn thêm, vội vàng đi về phía cô gái tóc dài. Có điều bọn họ chưa đi được mấy bước, cô gái tóc dài đã giơ tay, nữ quỷ đang bay ở trên trần nhà rơi xuống. Chỉ nhìn thấy cô gái tóc dài này ngồi lên người nữ quỷ, đầu đang găm đầy những đá vụn. cảm ơn. Còn mà điền bính bính, không nói năng gì cả. Mấy người lão dương nhìn đến choáng váng, còn mẹ nó chứ đây là gì? Một người lại bắt quỷ cõng đi. Bản lĩnh điều khiển quỷ cao siêu như vậy sao? Họ trơ mắt nhìn cô gái tóc dài được những con quỷ vây quanh khiêng đi. Còn có những con quỷ khác Lao nháo vác những cái túi và cái giường gỗ bay lên Nếu như đi ra ngoài Bị người ta nhìn thấy Nó không chừng sẽ coi như đây là một chuyện truyền kỳ đây Xem ra chúng ta phải cầu xin cô gái tóc dài này là đúng rồi Cô ấy rất lợi hại Có lẽ cô ấy chính là người, người tu hành Ở trong truyền thuyết đó Nếu không thì tôi thực sự nghĩ Không ra là cô ấy còn thân phận nào khác ấy lợi hại Đúng là quá lợi hại Nhưng cô ấy cũng quá đáng sợ Chẳng lẽ cô ấy không sợ những con quỷ sao tôi chỉ nhìn một cái đã sợ phát khiếp vậy mà cô ấy cũng có thể cõng quỷ đi cho dù là người tu hành chỉ sợ không tìm được ra người thứ hai giống cô ấy thì người tài gan lớn chỉ sợ thực lực của cô ấy mạnh hơn những con quỷ đó cho nên cô ấy đâu có sợ bọn chúng ờ à, cũng có thể có thể là như vậy đúng vậy đó chủ nhà trọ rất lợi hại chúng ta đều không phải là đối thủ một giọng nói yếu ớt phát ra bên cạnh mấy người đang thì thầm nói chuyện thoáng nghe tưởng là tiếng người, thế nhưng bất ngờ bởi câu nói chủ nhà trọ là ai. Họ quay sang bên nhìn lại thấy một con quỷ đầu đã bị bẹp, tay chân vặn vẹo. bọn họ sợ đến mức thiếu chút nữa hét lên. Cũng may là lúc nãy đã bị kích thích quá lớn, bây giờ hét lên thì sợ làm cho cô gái tóc dài kia phật ý. bọn họ cố gắng kìm xuống nhịn đến mức đôi mắt đã đỏ ửng. Ừ, ừ, ừ. Tôi, chúng tôi chúng tôi không có ý gì đâu chỉ là cảm thán trước vị đại sư thực lực quá mạnh mẽ <laughs> đương nhiên chủ nhà trọ của chúng tôi lợi hại mà con quỷ đầu bẹp cười ha hả Ta người đừng sợ chủ nhà của chúng tôi không ăn thịt người chúng tôi cũng không có ăn thịt người đâu mạnh giai mình yếu ớt hé mắt nhìn thấy một con quỷ đang chảy máu đầm đìa đứng ở trước mặt trong miệng đang nói gì đó cái gì mà không ăn thịt người gì gì đó mạnh dậy mình hét lên hai tần chân tay dẫy ruộng, sau đó lăn ra hôn mê bất tỉnh vậy là chỉ còn có bốn người tỉnh táo con quỷ cười cười gãi đầu ấy thật ngại hình như tôi dọa bạn của mấy người hôn mê rồi mấy người kia trong lòng thở hổn hển không phải là hình như mà chắc chắn là như vậy đó con đường tối tăm đen như mực mấy người bọn lão dương vừa mệt vừa đói vừa dìu nhau vất vả đi từ trên núi xuống so với cô gái tóc dài được quỷ cõng đi thì bọn họ chật vật hơn nhiều vào lúc này không biết nên nói gì từ trong túi lấy ra mấy tờ tiền mọi người góp lại được một nghìn tại à, đại sư cảm ơn cô đã cứu chúng tôi cố phi âm không công mà nhận hơn một nghìn tệ, trong lòng cảm thấy rất hài lòng liền vẫy tay nói đừng có khách khí mấy người sớm về nhà đi tạm biệt tạm biệt hay là hẹn gặp lại thôi đi, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa. Mấy người bọn lão Dương nhìn những con quỷ bao quanh cô gái tóc dài biến mất ở cuối con đường. Những con quỷ đó hình thù kỳ quái, thậm chí còn có con vẫy tay từ biệt bọn họ. Bọn họ cũng cứng ngắc vẫy tay, khóe miệng cười như mếu. Mấy ngày này là một sự trải nghiệm thần kỳ trong đời của họ. Đúng rồi, phải báo cáo cấp trên đi, ở trong ngôi mộ kia toàn là quỷ mấy con quỷ đó còn phân chia đồ cổ trong ngôi mộ người bình thường ngàn vạn lần không được tới đó ở bên thành phố a cũng rất náo nhiệt mắt thấy năm cũ sắp trôi qua lúc ông vương và cháu trai của mình đi cúng tổ tiên thờ phật cũng không quên những con quỷ lúc trước đã cứu ông cháu bọn họ những cô hồn giã quỷ rất đáng thương không có nơi nào để đi chỉ sợ cũng không có ai thờ cúng cho nên ông cố ý mua đầu heo mổ gà vịt ngan ngỗng, sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng tỏ, đã thức dậy, cầm hai cái nồi thật to. Những tiếng gõ ầm ầm làm cho bà lão Vương và hai vợ chồng nhà Vương tức giận, mắt thấy đã quá 10 giờ. Cháu trai được bọc như quả bóng, đầu đội mũ mang bao tay, muốn đi theo ông nội ra phía sau hai ông cháu. Ông một tay bê cái đầu heo, một tay bê gà vịt ngan ngỗng. Cháu trai thì mang nến thơm vàng mã, nói là muốn ra bờ sông cúng tế cho cô hồn dã quỷ ở đó. Năm mới Tết đến, mà nói những lời này khiến cho bà nội vương tức giận, đến nỗi muốn phát bệnh tim. Hai vợ chồng, tiểu vương thì không sao, dù sao thì người trẻ tim khỏe, nhiều lần bị kích thích đã sớm thành quen. Lão già tôi nói cho ông biết Hôm nay ông mà dám đi ra khỏi cửa Tôi sẽ liều với ông đấy Chà cha đừng có đi ra ngoài Hôm nay ngoài đó tuyết lớn như vậy Đi ra ngoài đó làm gì Chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao Cục cưng Con con xuống đây Con bỏ con bỏ mọi thứ xuống để mẹ xem nào Lão Vương nói ấy Là đi báo ơn người ta đó có biết không Ta còn chưa già đến mức lầm cầm đâu. Ta biết ta đang làm gì mà mấy người chỉ là người phàm, không biết cái gì cả. Ta không muốn giải thích với các người nữa. Bọn họ từ bao giờ đã trở thành người phàm như vậy? Vương Tiểu Bảo cũng nói, mẹ, mẹ xem đi con phải đi chúc Tết cho các gì các chú canh các, các chị. Bà nội Vương và hai vợ chồng nhà Vương cạn lời, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai ông cháu đi xa. Bà lão vương tức giận đến mức dậm chân. A à, vương cũng không yên tâm, cuối cùng vẫn là mặc áo khoác đi theo. Dù sao, lão vương cũng đã sáu bảy chục tuổi. Tuyết lớn, lỉnh kỉnh mang theo nhiều đồ như vậy. Nếu không cẩn thận trượt chân té ngã thì phải làm sao? Cháu trai thì thôi đi, chỉ cần không ngã đến phát ngốc là được. Mắt thấy, sắp sửa đi ra bờ sông. Lúc này thời tiết cũng rất lạnh, ở bờ sông cũng lạnh cây cầu càng trở nên u ám. Bình thường, đi đường anh ta sẽ không đi đường này, bởi vì có rất nhiều tin đồn là ở đó có ma quỷ. Có nhiều người không dám qua, vậy mà hai ông cháu nhà này lại ầm ầm chạy đến đây, lại còn chạy rất nhanh như vậy. Tiểu vương nhìn thấy cha mình đang lại nhảy, bày ra heo, gà, vịt ngỗng ở bên bờ. Nhìn con của mình trông cũng rất da dáng lên nến thơm tiền giấy trong miệng còn nói các chú các gì các bà các chị cháu tới chúc tết mọi người ăn tết vui vẻ mọi người đã ăn cơm chưa ông nội đã mang theo rất nhiều thịt cho mọi người không ổn như vậy thì đúng là không ổn một tí nào không biết vì sao ngay sau khi con trai mình nói câu đó a vương liền cảm thấy xung quanh hình như lạnh đi mấy độ Đương nhiên là anh ta không thể nhìn thấy Có rất nhiều quỷ Đang bay bâu xung quanh Trước đầu heo gà vịt ngăn ngỗng nhà bọn họ Đưa cái mũi hít hít Thèm đến mức ánh mắt phát sáng Chỉ hận không thể lập tức mở cái miệng Đầy máu mà nuốt chừng Này ai Thật là thơm đó Mấy năm rồi tôi chưa ăn cái đầu heo nào thơm như vậy Này Sao lại có thể thơm như thế nhỉ Đứa trẻ này là ai vậy Ai thật là đáng yêu lại còn biết đến để cúng tế mấy cô hồn dã quỷ không nhà không cửa như chúng ta đứa bé này không tệ à đây chính là đứa bé mà lần trước bị con ma ra kéo đó được mấy người nhà chủ nhà trọ đến cứu đó đây cũng chính là đồ đưa đến để cúng tế cho họ mấy người đừng có cướp vội thì tôi không ăn tôi hít một miếng thôi a à, vương hát xỉ hơi ôm ôm cánh tay làm sao bây giờ hình như là không khí càng lúc càng lạnh nếu như anh ta cũng có pháp nhãn, đương nhiên lúc này cũng có thể nhìn ra toàn bộ những người khách đến thuê biệt thự Giang Cảnh đều đã đi ra ngoài vây quanh bãi sông. Đầu heo thơm như thế, gà vịt ngan ngỗng ngon như thế, ai mà chẳng muốn ăn một mến. Dì trung niên đã sớm nghe được tin chạy tới, những người thuê kia thèm không chịu nổi đã bu đông bu đỏ, hỏi bà có thể chia một chút hay không. Chia một chút là được, chứ ăn no thì đừng hỏng cho nếm thử cho đỡ thèm thôi. Quanh năm suốt tháng, muốn có một chút đồ ăn cũng không dễ. Dì trung niên không biết phải làm sao. Bên trái mấy tên, bên phải mấy tên, trên đầu còn bay lợn vờn. Bị một đám người thuê nhà ôm chân, đến nỗi sắp sửa. run rẩy không di chuyển nổi, mỗi người một miếng. Nhiều thì không cần, bọn họ trả tiền cũng chấp nhận, chỉ mong bà đồng ý cho. Lúc này, bà là người chủ trì đại cục, yêu cầu mọi người đừng có kích động. Thịt này chia thế nào bà cũng không thể nào quyết được, dù sao đây cũng không phải là của bà. Mấy con quỷ cột tay không đầu đi theo chủ nhà trọ ra ngoài, muốn ăn thì cũng phải chờ chờ bọn họ về ăn mới được chứ, không phải là bà keo kiệt mà là bà không tự quyết được. Này, chủ nhà trọ bao giờ mới về? Trời lạnh thế này. Gió thổi, thịt cũng sắp nguội rồi. Vậy thì các ngươi nhanh chắn gió đi. Mau chắn lại, thịt nguội mùi sẽ không còn thơm nữa. Ai, à, ai, à, anh em mau đến đây, quay lại thành một vòng nào, đừng để cho gió thổi. Này, có hai lại xem xem, chủ trọ đi đến đâu rồi? Mà già, mà già, ngươi xem chủ trọ sắp về chưa? Con mà già ở bờ sông, hắt xì một tiếng, trong miệng lầm bầm, chửi bầy quỷ này thật là độc ác. Heo gà vịt này làm sao mà quý giá ngon bằng cá tôm hầu rồi là sò biển được có cái gì mà kích động đến như thế cô gái tóc dài ác độc kia gần đây mê thịt heo cá tôm ít ăn đi quả nhiên là có mới lới cũ nó lắc lắc cái mái tóc màu xanh tính toán ngày anh em của nó cũng sắp về chờ hải sản mang từ biển về nhất định sẽ làm cho bầy quỷ ngu ngốc này ngơ ngác một trận A à Vương vừa cảm thấy bị gió thổi lạnh đến mức liêu siêu, nhưng lúc này tự nhiên lại không có tí gió nào. Tuy rằng vẫn lạnh đến mức không chịu được, nhưng không hề cảm giác thấy có gió. A à Vương ngẩng đầu nhìn đám cỏ khô cách đó không xa. Những ngọn cỏ bên kia đang bị gió thổi dạp cả đi, nhưng nơi này thì rất khác biệt. A à Vương nghi hoặc nhíu mày, ế sao lại hết gió nhỉ? Lão Vương nhìn con trai Ờ có khả năng là bị chặn đó A à, Vương dùng mình Không hiểu tại sao Sau lưng của anh ta lạnh lạnh Anh ta rôn dậy Cha ơi cha lại nói mò rồi Thế nhưng bên kia có gió Bên này không Thật sự là cũng kỳ quái Cứ cho là bình thường đi Có thể là gió không thổi tới nơi đây Bị gầm cầu chặn lại Lão Vương đã đốt nến thơm Và lúc này đốt tiền giấy trong miệng còn gì dầm gì đó. A à, Vương nghe mà thấy dùng mình. Vương bảo bảo quỳ trên mặt đất bởi vì mặc nhiều áo phao đến nỗi tay còn không khép lại được. Vào lúc này, người trông như là một cục tròn xoe vậy. Nói mấy câu còn lắp ba lắp bắp, ư ử nửa ngày mới xong. Cô gì chú bác, mọi người đã ăn chưa vậy? Có ngon hay không? trong không khí yên tĩnh đột nhiên tuyệt nhiên là không hề có âm thanh nào đáp lại này không ăn được sao sao vậy mọi người mau ăn đi đợi một lát nữa sẽ nguội mất ngon lão vương xoa đầu cháu trai a à, vương trong lòng tràn đầy đau đớn từ khi hai ông cháu rơi xuống nước từ cõi chết trở về lại rất mẫn cảm đối với chuyện yêu ma quỷ quái lúc đó đến bệnh viện con trai của A Vương khóc rất lâu, nói ở đó có một chú, chỉ có nửa người bò trên mặt đất, vừa bò vừa khóc. Trong miệng, vẫn còn hô là đi chết, tất cả đi chết cho ta, trông rất đáng sợ. A Vương lúc đó cũng trột dạ, cũng may là ngủ dậy hết sốt, bệnh tình đã ổn định. Con trai của hắn sẽ không gặp lại người đàn ông bò trên đất trong bệnh viện nữa. Thân thể càng ngày càng khỏe, không hề khó chịu. Bọn họ cũng không có lo nữa trẻ con bị bệnh có lẽ là mê man mà thôi. A à, Vương cảm thấy có lẽ cần phải cho con đi học thêm về khoa học. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh con trai. Ấy con trai, à, con nói những câu này ngoại trừ cha và ông, người khác làm sao nghe được. Những cô dì chú bác kia chưa chắc đã nghe được đâu con hiểu không. Trên đời này làm gì có ma quỷ, chờ đến khi con lớn con đi học cao hơn sẽ biết. Lão Vương còn chưa nói, đứa bé đã chớp chớp đôi mắt to tròn. Không, cô dì chú bác nghe được đó cha người lại gạt con rồi a à, vương sửng sốt ừ, nghe được sao làm sao con biết là họ nghe được lẽ nào là họ đang ở đây sao đứa bé dơ ra nắm tay nhỏ chỉ chỉ vào ngọn nến ngọn nến yên lặng khói xanh lượn lờ bay lên xem ra cũng không có gì khác thường ở đây cô dì chú bác vẫn còn ở đây đó chỉ thấy ngọn nến đang thẳng tắp đột nhiên hướng ra bên ngoài, ngay cả khói xanh cũng bay ra bên đó. đứa bé vui vẻ, cha, cha xem, bọn tỷ tỷ nói là có đó. tiểu vương trợn mắt giờ khóc giờ cười, à, là gió thổi mà, đây là hiện tượng tự nhiên thôi, con đừng có để điều đó lừa gạt mình. đứa bé nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. và lúc này thì anh nến đột nhiên lại nghiêng sang bên trái, khói xanh cũng bay sang bên trái. cha nói sai rồi đây rõ ràng chính là tỷ tỷ đó, nó biết đây chính là chị tỷ tỷ vừa nãy vừa nói chuyện lửa bay bên trái bên phải cũng như đang chơi đùa với nó. nó nghe ông nội nói cô hồn dã quỷ là những người rất khổ sở bình thường thì mình không thể thấy họ mặc dù có thể thấy là bởi vì bị nước quỷ hại sắp chết. Bây giờ thân thể mình khỏe mạnh Không thấy được nữa Bất quá Nó vẫn có thể nhìn thấy tỷ tỷ kia Tuy nhiên chỉ thấy có một lần Sau cũng không gặp được Thành quỷ Cũng có một chút thủ đoạn đặc biệt Quỷ có thể bay Lợi hại hơn thậm chí còn có những con quỷ Cầm nắm được đồ vật Tỷ dụ như bà già lao công thích cầm cây trổi Lúc trước Bọn họ nhìn thấy ma nữ áo đỏ Còn có thể cầm roi mà đánh Vì lẽ đó bây giờ mặc dù không nhìn được bọn họ nhưng chắc chắn là họ vẫn đang nhìn mình để đến đây chơi. A à, vương còn muốn nói gì nữa thì bị lão vương cốc đầu, con nó đừng có nói mò. hỏi à, nếu như còn nói mò nữa còn đi về đi. Chúng ta không mang con đi gặp quỷ nữa, hút về đi. A à, vương thở dài, cuối cùng thì vẫn bị hai ông cháu nhà họ vương đuổi đi. Bọn họ ghét bỏ a à vương là vướng chân họ bảo đứng sang một bên mà chờ. Nếu như không được gọi thì đừng có đến. A à Vương chỉ có thể lủi thổi, đi về. Bất quá vừa đi được vài bước, suýt nữa bị gió lạnh thổi tới lảo đảo. Thổi đến mức cái mũi đã đỏ gay, tóc rối bù. A à Vương quay đầu liếc nhìn nghi hoặc. Ở bên kia, cố phi âm mang theo hai mươi mấy con quỷ từ thành phố E trở về không bao lâu. Bởi vì mang theo quá nhiều tài sản, họ không thể nào đi máy bay, họ thuê hai cái xe tải bỏ tiền ra để trở về đi một chuyến là mấy trăm muốn đem toàn bộ tài sản chuyển ra cũng là một món phải tiếp tục để ở trong đó thì cô không yên lòng tiền phải về tay mình mới là tiền đến lúc đó chỉ có thể đành thuê một chiếc xe to hơn thế nhưng a vương cũng sợ cô cũng sợ bị người ta phát hiện lần sau buổi tối hãy đi thuê cũng không cần phải tài xế để cho bầy quỷ đẩy đi là được đóng cốp xe tài xế hỏi những thứ này là gì cô chỉ có thể nói qua loa đây là đặc sản chứ cũng không có gì đặc biệt may là tài xế không hỏi nhiều cô thở phào nhẹ nhõm bọn họ xuất phát đâm đện ban đêm buổi sáng đã về tài xế giúp cô đem hàng tháo dỡ xuống lúc đi tài xế còn nhìn lại vài lần cô gái tóc dài này thực sự càng nhìn càng thấy khả nghi thấy tài xế đi rồi xung quanh cũng không còn ai bấy giờ mới bể để cho bầy quỷ giúp chuyển hàng lên lầu cũng may lúc này sớm chưa có người ở dưới lầu hai gia đình cũng đi chơi nhà bà con hết bên cạnh mấy nhà kia cũng đã về quê và lúc này toàn bộ tiểu khu vắng ngắt mùi khói lửa cũng không có cẩn thận đi qua cầu thang sẽ không bị người ta phát hiện Cô để cho bảy quỷ đem những thứ đó sắp xếp cẩn thận ở trong phòng. Phòng khách một ít, phòng ngủ một ít. Còn đặc biệt đặt mấy túi tiền giấy ở dưới gầm giường. Cảm giác rất an toàn. Nghỉ ngơi xong xuôi, thuận tiện tính tiền công. Mỗi một ngày mất 5.000 tệ tiền hương nến. Hai mươi mấy con quỷ cũng mất đến hơn 10 vạn. Ngoài ra còn tốn mấy chục tệ tiền mua nến. Chi như vậy cũng là quá nhiều. À đúng rồi còn phải đưa tiền biếu cho quỷ phu nhân để bồi bổ đây coi như cũng là chi phí chung bọn họ ở đây một người cũng phải đến một hoặc hai vạn hai mươi mấy người đếm ra phải hơn bốn chục vạn cố phi âm rất xót ruột nhưng nghĩ tới di sản của mình vẫn còn nhiều lúc này mới được an ủi không sao cô đã trở thành một tỷ phú rồi cho dù sáu mươi vạn này rất nhiều nhưng cũng chỉ như muối bỏ bẻ vì vậy không phải là không thể chấp nhận. Dì trung niên kêu bảy quỷ đi qua. Bọn họ mới chia chi phí, mỗi người ôm một cây nến ngồi gặp. Lúc này có một con tiểu quỷ từ cửa sổ thò vào. Thấy mọi người đều ở đây thì kinh hỉ hét lên. ấy hóa ra mọi người đã về rồi. Ở đây làm gì vậy? Mau mau, hai ông cháu nhà họ Vương mang đầu heo gà vịt tích cung tế. Mùi vị thơm đến mức tôi không cả đi nổi đầu heo Đó cũng giống như là cây nến Là cực phẩm của nhân gian Quanh năm suốt tháng Nếu như may mắn có thể cướp được mà ăn Bọn họ đều là những cô hồn giã quỷ không ai thở cúng Muốn ăn được những thứ này rất khó Không giống như những con quỷ có gia đình Vào dịp lễ Tết thì có thể về nhà để đoàn viên Đi, phải đi nhanh thôi Lúc này không có cái gì quan trọng bằng đầu heo cả Tiểu quỷ lại nói ấy không chỉ có đầu heo đâu, còn có cả gà vịt ngan ngỗng. Hầm đến mức thơm ngào ngạt đó, nếu đến muộn thì nguội mất. Vậy thì còn ở đó, phí lời làm gì? Mau đi nhanh thôi. Lúc này, cố phi âm cảm thấy hứng thú với đầu heo. Gà vịt ngan ngỗng hầm, leo lên lưng con ma điền bình bính. Này, chúng ta mau đến đó xem. Không cần cô nói. Bà già đã cưỡi cây trổi bay đi mất nữ quỷ áo đỏ nhìn thấy náo nhiệt như vậy cũng đi theo mặc dù cô cảm thấy đầu heo cũng bình thường thôi người đẹp làm sao có thể ăn uống tùy tiện như vậy mất đi khí chất thanh nhã vừa đi vừa nói con quỷ không đầu hỏi này hai ông cháu đó đến lâu chưa được một lúc rồi nói là tới cảm ơn các chú các gì các bà các chị này mùi vị đó rất thơm lâu lắm rồi chúng tôi không ăn mặn cũng muốn ăn một miếng nhưng chủ nhà không có chúng tôi lại không có ai để làm chủ vì vậy bảo tôi quay lại để tìm xem mọi người đã quay về chưa để chúng ta cùng nhau thương lượng đó này chủ nhà cô có thể bán cho chúng tôi một miếng được không một miếng thôi đúng vậy đúng vậy chúng tôi không cần nhiều một miếng nếm thử mùi vị cũng được Thấy, một năm nay tôi không được ăn thịt rồi cố phi âm nhướng mày khoan đã lại còn mua thịt ăn hay sao con quỷ cụt tay và con quỷ không đầu cùng với nữ quỷ áo đỏ cũng rất đổi kinh ngạc con ma đen bính bính và bà già lao công quay đầu lại nhìn mấy con tiểu quỷ đang chảy nước miếng ròng ròng trên đường đi cứ mồm năm miệng mười lúc mấy người bọn cố phi âm đi đến đó thì bọn tiểu quỷ đang nhìn chằm chằm vào hai ông cháu bộ dáng vô cùng kích động, sắp sửa, mắt chảy ra máu. Nhìn thấy mấy người bọn cố phi âm, nữ quỷ áo đỏ và quỷ không đầu đã trở lại, liền vội vàng vây quanh, ầm mỹ nói này nói kia như cái chợ. Ý tứ đại khái cũng giống như mấy tiểu quỷ đã nói. Bọn họ bây giờ đã thèm đến mức không chịu nổi, muốn được ăn thịt. Điều này cũng không phải là không được, một miếng một nghìn tệ, ở đây có khoảng bảy tám chục con quỷ, một miếng cũng phải đến 7-8 vạn. Họ chỉ cần giữ lại một chút ăn, còn phần lớn thì bán. Như vậy chẳng phải là tốt hay sao? Nhưng cũng không phải chỉ có một mình cố phi âm. Vẫn phải hỏi mấy người bọn nữ quỷ áo đỏ và con quỷ không đầu xem. Nữ quỷ áo đỏ thì không có gì đáng kể. Dù sao thì cô cũng phải về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Có nhiều đồ cúng như vậy, chẳng phải cô tha hồ mà ăn. Dì trung niên cũng thế, chồng con đều vẫn còn. Những dịp lễ Tết, cũng không quên cúng bái cho bà. Còn mà Điền Minh Bính và bà già lao công cũng không ngửi thứ mùi thịt. Nhưng lâu ngày đi với cô thì lại có nến hương mà gặm. Lúc cô ăn thịt họ cũng ngửi được một chút cho nên cũng không có quá nặng nề. Chỉ còn lại con quỷ cụt tay và con quỷ không đầu. Vốn là cô hồn dã quỷ. Đại khái là mấy năm rồi chưa được ngửi thấy mùi thịt. Vậy thì chia cho bọn họ thêm mấy phần dù gì mình ăn hay bán đi thì là quyền của mình đầu heo ở trong nhà mình vẫn còn chưa ăn nếu cô muốn ăn thì có thể trở về tự làm tiết kiệm một chút có thể ăn được rất lâu bây giờ có cái này thì vừa hay có thể bù vào khoản tiền nhân công lần này đi đến thành phố e nữ quỷ áo đỏ người thấy mùi vị bảo không cần chia cho mình coi như chia cho bọn họ nhiều hơn bầy quỷ lúc này vui vẻ cứ chia như vậy Nữ quỷ áo đỏ ngoại trừ việc hít thở thì chẳng cần gì Con ma điên bính bính và bà già lao công Con quỷ của tay con quỷ không đầu gì trung niên Đều tự chọn một phần nhỏ để ăn Bán một phần Còn bán bao nhiêu Nhất định là phải đến 3, 4, 5, 6 ngàn Sau khi bàn bạc Họ bán ức gà đùi gà Đầu heo bán xong thì thôi Biệt thự giang cảnh là một lần nữa ở Mỹ Chỉ vì cướp được một miếng thịt để ăn Quầy, người tránh ra. Ta xếp hàng trước mà. Ây, ta mua trước mà. Người có biết trật tự xếp hàng hay không? Này, đừng có đóng vội, đừng có đóng vội. Mọi người đừng có đóng vội. Thịt này mỗi con chỉ được mua một miếng. Đảm bảo mỗi con đều có thể mua. Chỉ bán một phần. Một phần này có bao nhiêu đâu. Không đủ để ta nhét kẽ răng nữa. Còn không phải là vì quá ít thịt sao. Mọi người thôi đành chấp nhận đi. Mỗi người nếm thử một chút là được rồi. lão vương lúc này đã đốt xong tiền giấy cảm thấy hài lòng phủi tay lão thử nhìn xung quanh một chút đáng tiếc là chẳng nhìn thấy gì không khỏi tiếc nối nếu như mà gặp được ân nhân thì tốt quá đứa bé lúc này đang nghịch ánh nến trên khuôn mặt bộ bẫm nở nụ cười vui vẻ dường như không hề sợ hãi cô gái tóc dài đột nhiên từ dưới cây cầu nhô ra dọa cho lão vương nhảy dựng xa xa cô đứng đó nở nụ cười đôi mắt trống rỗng như không có tiêu cự nhìn bọn họ những con quỷ nhìn có vẻ âm u khủng bố ở bên cạnh cô gái tóc dài loáng thoáng còn thấy mấy bóng dáng chỉ là đáng tiếc không thấy rõ cô gái tóc dài nói cảm ơn hai ông cháu thịt ăn rất ngon đó bán cũng rất được mọi người đều yêu thích Con quỷ không đầu nói. Ê, ăn rất ngon, cảm ơn hai người. Con quỷ cụt tay nói. Ê, tôi còn kiếm được một khoản đó. Nghĩ tới, lúc trước bọn họ làm gì có những ngày tháng tốt như vậy. Những ngày lễ Tết chỉ có thể đi lang thang, ăn cơm thừa canh cặn của những con quỷ khác. Nếu không, thì đi đến nghĩa địa, xem may mắn có thể cướp được một chút tiền âm phủ hoặc là đồ ăn. Nếu như không may, có khi còn bị đánh cho một trận. Những ngày tháng hiện tại không chỉ có nhà để ở, lại còn nhận được tiền thuê nhà, thỉnh thoảng còn được ăn hương nến, coi như là cuộc sống thiên đường. Lão Vương rất sừng sốt, cúi đầu nhìn, heo gà vịt ngan ngỗng, vẫn còn nguyên vẹn. Ăn rất ngon, lại còn bán được. Đây là có ý gì vậy? Ông không hiểu, ông vội vàng xua tay, À, à, không cần cảm ơn không cần cảm ơn hai ông cháu nhà chúng tôi phải cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi một mạng nếu không thì chúng tôi chết rồi đây là điều nên làm là nên làm thôi ánh mắt của tiểu vương cũng sáng lên là chị là chị phải không thằng bé cười vui vẻ chúc chị năm mới vui vẻ vạn sự như ý phát tài phát lộc an khang mạnh giỏi cuối cùng khi hai ông cháu nhà họ vương đi về thì kích động cười ha hả thằng bé tung tăng nhảy nhót cười đến không ngậm được miệng tiểu vương bị đuổi trở về nhà thì là bị vợ đuổi ra người vợ nói anh ta thật là ngốc nói anh ta đi thì đi cũng không thèm quan tâm đến hai ông cháu sao không sợ lỡ đâu lại xảy ra chuyện sao còn không mau đi mang hai ông cháu về tiểu vương thở dài chỉ đành có thể quay lại Vừa quay trở lại nhìn thấy bộ dáng của hai ông cháu vô cùng vui vẻ. Anh ta rất kinh ngạc. Này, vui như vậy không biết là có chuyện gì tốt phải không? Chỉ nghe con trai của anh ta nói. Này chị nhìn thấy con rồi. Con nói thịt của con cùng với ông nội rất ngon. Lão Vương cũng nói. ấy không nghĩ tới họ lại yêu thích như thế. Lần sau ta sẽ nấu nhiều hơn một chút. A à, Vương cạn lời. Vương bảo bảo nói. Cha, bao giờ ba trả tiền mừng tuổi cho con vậy? À Vương chết lặng. Ừ, con, con lấy tiền mừng tuổi để làm gì? Vương bảo bảo nói. Con muốn mua kẹo hồ lô ngào đường mời chị. Ông nội, chị có ăn kẹo hồ lô không nhỉ? Lão Vương do dự. Ờ, ừ, ta cũng không biết nữa. Có lẽ là có đó. Sớm biết hai ông cháu bệnh nặng như vậy. Nói thế nào anh ta cũng sẽ không đi. Còn làm vật hy sinh cho hai người. Bây giờ càng nghĩ càng hối hận chỉ hận không thể tự tát cho mình vài cái. Chờ đến khi trở về nhà, để đầu heo gà vịt ngăn ngỗng vào trong bếp. Bên ngoài trời giá rét chỉ một chút, mọi thứ đã đông cứng. Bà Lão Vương đi vào trong phòng bếp, nhìn thoáng qua. Thấy nhiều thịt như vậy thì dứt khoát làm bữa trưa. Cắt một chút đầu heo, lại xé thịt gà làm thành món gà trộn cắt một chút thịt khô xào một ít cải xanh làm canh lão già nhà bà thực sự là làm cho người ta luôn luôn lo lắng có điều đến giữa trưa bà lão vương đem chân gà để hâm nóng thì lại đột nhiên phát hiện tại sao thịt lại không hề thơm bà cúi đầu sát người mới phát hiện thịt gà này không những không mềm mà lại còn khô khốc rất khó ăn không chỉ có thịt gà Mà ngay cả thịt heo cũng như vậy Bà phì một tiếng Ai, Cái đám người buôn bán bây giờ bất lương thật đấy Gà này thực ra là thức ăn gia súc Để lâu quá hay sao Đúng là quá đáng Ai, Thật là quá đáng mà Ai, 26. xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại